Đà Phật, dạ em chào chị. A Di Đà Phật, dạ, dạ chào chú. Chị tên gì chị cho em biết được không ạ? Dạ con tên là Nguyễn Thị Tú Trinh, pháp danh là Diệu Tiết, con là ở Bình Dương, con về hộ pháp, con cộng tu 2 ngày lễ Vu Lan. Dạ thì chị đi một mình hay chị đi với đoàn ạ? Dạ con đi với đoàn. Vậy là chị là trưởng đoàn luôn hay là chị là? Dạ con trưởng đoàn nhưng mà nói chung là cũng nhiều xe Bình Dương, con cũng dẫn ra đây cũng hôm nay cũng gần 100 người. Còn mấy đoàn 100 người. Mấy người đi lẻ lẻ riêng 7 chỗ 15 chỗ là riêng nữa. Dạ. Dạ. Đoàn của mình là đến từ hồi nào nha? Dạ đến từ hồi sáng hôm qua 5 giờ sáng qua là con đi rồi. Dạ giờ dạ, đoàn của mình hay ngủ ở chùa luôn. Dạ ngủ ở chùa luôn, ngủ lăn lóc luôn. Đông quá chú ơi, ngủ dạ. Lăn lóc ăn giờ bếp rồi trên chánh điện rồi, nói chung là chỗ nào trống thì cứ ngủ thôi. Cái tâm thầy rất là rộng lớn cho nên là về chỗ nào bao nhiêu người dạ. Cũng có sức chứa hết. Dạ. Dạ. Mà đoàn của mình thì vì sao mà hay đến chùa nha? Tại vì đến chùa rất là an lạc. Thầy giảng pháp rồi giải tỏ bao nhiêu cái nội tâm của mình, gút mắt cái gì thầy giảng ra hết, cho nên là rất là an lạc. Mỗi tuần là con mỗi dẫn đoàn về đây. Nói chung là nay thầy không có giảng nữa nhưng mà học cái lớp đệ tử quy hoặc là niệm Phật lạy Phật với chúng á, rất là hay, rất là an lạc, cho nên là con mỗi tuần là con đều về đây hết. Về đây là y như đất phước á, người phước đến đất phước, mình có phước mình mới đến được đây được chú. Còn nhiều người người ta không có phước tới cổng chùa, cái có công chuyện gì hoặc người ta bệnh đau gì cái bỏ ta đi về, người phước mới đến được đất phước. Tại vì đây là thầy lo hết toàn thể hết, cho nên là nó rất là an lạc. Ai mà muốn về đây thử một lần cho biết, tại vì một câu với đạo Phật thôi thầy nuôi 2000 chúng, nói ra là còn rất là cảm động, cho nên là quý vị muốn biết về thử hộ pháp một lần cho biết nha. A Di Đà Phật. Chị là đến với chùa cũng lâu rồi, cho em hỏi chị là chị có cái cảm nghĩ về cái mà việc làm lợi ích cho chúng sanh từ thầy Nhuận Đức mà? Dạ thầy Nhuận Đức, nếu mà tâm con nghĩ thầy là một vị Bồ Tát tái lai, tại vì thầy mở gút mắt bao nhiêu cái tâm tư cho chúng ở trong chùa, rồi cho khắp Phật tử toàn thế giới, rồi trong đó thầy nuôi bao nhiêu ngàn cụ già, bây giờ có người có tiền cũng có, người không tiền cũng có, thầy nuôi hết, không cần một đồng nào hết. Chỉ vô đây niệm Phật giữ quy củ là thầy lo hết, không có chỗ nào, nhà con nè, một mẹ 7 người, một người chia một ngày chú. Tại vì bây giờ mẹ không chịu ở với một người thì một người phải giữ mẹ một ngày, còn ở đây bao nhiêu cụ già mà thầy lo hết. Lo hết từ ăn mặc ở bệnh đến chết thầy lo, cái hòm thầy lo, hộ niệm thầy lo, đi thiêu luôn. Thì con nghĩ là không có chỗ nào được như chỗ này. Thì dù ai nói sao đi nữa, dù thầy có sao đi nữa, con vẫn một lòng đi theo thầy, một câu Di Đà Phật cùng thầy giảng sanh về Tây Phương. Nhiều đó thôi, ai tin cũng được, không tin cũng được. Mọi chuyện để nhân quả sắp đặt, mình không hay hơn nhân quả, thầy giảng rất là hay, cho nên là con tâm đắc dữ lắm. Dạ, yeah. Trong thời gian này thầy không còn giảng pháp nữa thì chị và đoàn có thường xuyên đến chùa không ạ? Rất là thường xuyên đến chùa, con nghe lại những bài pháp cũ, nghe lại mấy bài pháp cũ hồi đó mình thầy giảng nhiều quá, cái mình nghe một lần hai lần mình không nghe nữa, cứ trong bài mới, cứ trong pháp mới của thầy, nhưng mà nay thầy không giảng nữa, nghe lại mấy bài pháp cũ nó thấm từng lời luôn. Hay dữ lắm chú ơi, hay dữ lắm. Vậy là chị rất là hân hỷ là đoàn của mình là vậy, là những cái sự kiện, những cái chương trình của chùa tổ chức là đoàn mình đều đến. Dạ đều đến hết, đều đến sớm hơn hoặc là đến đúng giờ hoặc là ở lại sau lại mới về vậy. Quan hỷ lắm toàn thể vậy. Những cái lần mà tổ chức chương trình lễ Quý Văn Âm á thì chị đoàn mình có tham gia đầy đủ không chị? Dạ tham gia rất là đầy đủ. Có một lần em được nghe biết đến là cái chùa có tổ chức là lễ Quý Văn Âm 3000 lễ thì chị có lại đủ không? Dạ lại đủ luôn, lại đủ luôn. Trong đoàn con có cụ già 85 tuổi vẫn lại đủ 3000 lại. Tại vì phương pháp lại của thầy rất là chuẩn, cứ từ từ lên xuống, từ từ lên xuống. Mà nhưng mà trước khi lễ thầy đã kích động, thầy đã nói cái tư tưởng là mình lại để mình hồi hướng công đức, mình lại là khỏe cho mình, hồi hướng công đức cho mình, hồi hướng công đức cho người còn sống, hồi hướng công đức cho người đã mất, cho nên nó rất là lợi lạc. Thầy kích vô tư tưởng là mình phải phát tâm vậy, cho nên là bao nhiêu người ta lại hết. Toàn thể nói chung là thí dụ như trong đó 100% đi, lại rơi rớt chừng 10% hoặc 5% thôi, còn bao nhiêu là phát tâm lại đủ hết. Rất là hay. Tại vì cái thời gian lễ của thầy rất là hợp lý. Rồi thầy trước khi lễ là thầy cũng giảng để mà thầy kích động tư tưởng là mình phải ráng lễ sao, cho nên là cái pháp hội rất là viên mãn, rất là hy hữu, khó có ai có được. Nhưng mà vì sao mà cái tác động gì mà để cho chị có thể là đến những cái tham dự những cái chương trình đại lễ Vu Lan cũng như là những chương trình mà lễ Phật hay pháp cộng tu của chùa?
Tại vì cái phương pháp của thầy, nói chung là thầy nhờ Pháp Hội Di Đà để giới thiệu câu Di Đà Phật, giới thiệu cảnh giới Tây Phương. Cho nên là câu Di Đà Phật, một câu Di Đà Phật mà thầy nuôi 2.000 chúng thì phải nó vi diệu cỡ nào. Thì ai tin thì lợi ích, còn ai không tin thì kết duyên thôi. Cái tâm thầy rất là rộng lớn, cho nên là một câu Di Đà Phật quý vị nên niệm. Không, niệm thiệt cũng được, niệm thử cũng được, quý vị nên thử đi. Thử từ 1 tháng tới 3 tháng quý vị thấy nó an lạc cỡ nào. Rồi quý vị có rảnh quý vị đến chùa Hộ Pháp thử 1 ngày tới 2 ngày, 1 tháng tới 2 tháng. Quý vị sẽ thấy, sẽ cảm nhận được. Chứ con nói đây thì tại vì con đến đây lâu rồi, con đến đây này cũng được 7-8 năm rồi. Cho nên là con cảm nhận được thì quý vị thấy được thì quý vị đến thử nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị đã. Đây là chị trưởng đoàn của Bình Dương. Đây là những lời chia sẻ chân thật của chị mà trong thời gian chị và cùng với đoàn đã tham gia đây rất là nhiều năm. Và đây là những lời chia sẻ thật của chị. Mong là tất cả những bà con cô bác, quý Phật tử gần xa cũng như tất cả những kênh YouTube khác thì mình có xem qua video màn hình nhỏ này, thì mong là tất cả đại chúng mình hãy cùng về chùa Hộ Pháp để tham dự những cái chương trình của chùa tổ chức thử để cho đại chúng cảm nhận và những cái sự thật bên trong của ngôi chùa Hộ Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con chào mọi người nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ.